thấy rằng là việc nuôi con ngày nay thì không hề đơn giản. Ông bố bà mẹ thì cảm thấy vô cùng lo lắng khi làm sao mà con tôi hay táo bón, hay ăn miếng ăn, ăn mãi mà không tăng cân, và em bé gần như là rất là khó khi phải ăn uống. Ông bố bà mẹ thấy rất là căng thẳng. Và vậy mà họ hay hỏi tôi rằng là mình nên làm gì để có thể giúp cho con mình có thể tăng cân, giúp cho em bé có thể cao lớn và con mình sẽ không bị táo bón. Trên thị trường thì có rất là nhiều sản phẩm, và bản thân tôi thì thấy rằng là Nolokit là một sản phẩm cũng có rất là nhiều những cái thành phần rất là tốt. Ví dụ như ở trong sản phẩm ở đây thì họ có cái inulin, đây là một chất xơ giúp em bé có thể tránh được hiện tượng táo bón. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà táo bón thì việc bổ sung chất xơ là vô cùng quan trọng, và làm sao để cho con mình có thể ăn uống tăng cường hấp thu dễ ăn hơn, thì cái việc mà bổ sung lysine và kẽm là một việc vô cùng cần thiết. Và ngoài ra trong cái sản phẩm này thì họ có cái chiết xuất từ yến xào với cả tảo biển đỏ. Có lẽ là mọi người cũng biết rằng yến là một cái nguồn thức ăn vô cùng giá trị, bởi vì họ có rất là nhiều các cái axit amin cần thiết cho cơ thể. Và việc để khiến cho con mình cao lớn hơn thì chúng ta không thể quên bổ sung canxi, và đặc biệt rằng là những cái sản phẩm có chứa bộ ba canxi, vitamin D và vitamin K là rất là quan trọng, bởi vì đây chính là những cái sản phẩm giúp cho việc hấp thu canxi một cách tối đa. Và có lẽ là đối với những em bé mà rất là khó ăn được nhiều thức ăn, thì việc chúng ta bổ sung những cái thực phẩm chức năng có nhiều những cái thành phần tốt như Nolokit có thể sẽ là một sự lựa chọn cho các bố bà mẹ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.